Sách Đệ Nhị Luật chương 17: Anh em không được tế Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, bò hay trên dê có tật hoặc tì vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nếu ở giữa anh em, tại một trong các thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em, thấy có một người đàn ông hay người đàn bà làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vi phạm giao ước của người, đi phụng thờ các thần khác, sụp xuống lạy chúng, lạy mặt trời, mặt trăng và toàn thể thiên binh, điều mà tôi đã không truyền. Nếu anh em được thông báo và được nghe điều ấy, thì anh em phải điều tra kỹ lưỡng. Nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó tại Israel, thì anh em phải lôi người đàn ông hay người đàn bà đã làm điều xấu đó ra cửa thành của anh em. Người đàn ông hay đàn bà đó, anh em sẽ ném đá chúng cho chết, và chúng phải chết. Căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay ba nhân chứng mà người đáng chết sẽ bị xử tử, người ấy sẽ không bị xử tử nếu chỉ căn cứ vào lời của một nhân chứng. Các nhân chứng phải là người đầu tiên tra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau. Anh em phải trừ khử sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Các thẩm phán Lê-vi, nếu có vụ nào khó quá, anh em không xử được, án mạng, tranh chấp hay đả thương là những vụ kiện tụng tại tòa án thành của anh em, thì anh em hãy đứng dậy và lên nơi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chọn. Anh em sẽ đến với các tư tế Lê-vi và vị thẩm phán tại chức trong những ngày đó. Anh em sẽ thỉnh ý và họ sẽ thông báo bản án cho anh em. Anh em sẽ hành động căn cứ vào lời họ thông báo cho anh em từ nơi Đức Chúa chọn, và anh em sẽ lo đem ra thực hành đúng như họ chỉ giáo cho anh em. Căn cứ vào lời họ chỉ giáo cho anh em và vào bản án họ công bố cho anh em sẽ hành động đúng như lời họ thông báo cho anh em, không đi chệch bên phải bên trái. Người nào cả gan không nghe vị tư tế châu trực ở đó để phụng sự Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hay không nghe vị thẩm phán thì sẽ phải chết. Anh em phải trừ khử sự gian ác, không cho tồn tại trong Israel. Nghe thấy thế, toàn dân sẽ sợ và không dám cả gan nữa. Các vua, khi anh em vào đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, khi anh em chiếm hữu và ở đất đó, nếu anh em nói: chúng tôi muốn tôn một vua lên cai trị chúng tôi như các dân tộc xung quanh, thì anh em có thể tôn một vua mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chọn lên để cai trị anh em. Anh em phải tôn một người trong anh em lên làm vua cai trị anh em. Anh em không được đặt một người ngoại quốc không phải là anh em của anh em lên cai trị anh em. Chỉ có điều là vua ấy không được có nhiều ngựa và không được đưa dân trở về Ai Cập để có nhiều ngựa, vì Đức Chúa đã phán với anh em: các ngươi không được trở lại con đường ấy nữa. Vua ấy cũng không được có nhiều vợ, kẻo tâm hồn bị lầm lạc. Vua cũng không được có quá nhiều vàng bạc khi lên ngôi trị vì, vua phải sao lại cho mình một bản thứ hai của luật này vào một cuốn sách sao y bản các tư tế Lê Vi truyền lại. Luật này sẽ ở bên vua, vua phải đọc mọi ngày trong đời mình để học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, biết giữ mọi lời trong luật này và mọi thánh chỉ ấy mà đem ra thực hành. Như vậy lòng vua không kiêu ngạo với anh em mình, và vua không chệch khỏi mệnh lệnh mà qua bên phải bên trái, để vua và con cháu được trị vì lâu ngày giữa Israel.